Rồi, xin chào tất cả bạn ha. Mình là Tuấn Lan Thàng đây. Thì hôm nay đi bứng 100 cây. Bữa nay có 100 chiếu thủy nu da đen lá lớn nha các bạn. Đó, cây thì nói chung giống như lần trước mình thông báo thôi, dao động quanh từ 20 tới 30. Cái đám 30 là còn ở trong cũng nhiều lắm nha các bạn. Đây ha. Đó, từ sáng giờ đó, giờ này nó cũng ngơi ngơi bớt rồi. Thì quay một cái đoạn ngắn cho anh em mình xem cây tham khảo thôi. Cây này về thì bên mình phải xử lý lại rồi, cắt gốc đế vô vậy nè, nó mới khéo cây được ha. Còn đây cây nuôi thì mình cứ thả đó. Đó thì ở ngoài lô thì mình còn được 200 cây. Anh em nào mà lấy sỉ thì cứ liên hệ ha, rồi tới trực tiếp tại vườn mình coi. Đó, còn anh em ở xa thì có thể là mình quay trực tiếp cho anh coi, anh em mình coi luôn ha. Đây các bạn, nó cây cực kỳ gắt luôn. Đó, nó cây này đòi gì nữa ha, rút lại, nó rút lại nó giữ dần nó khéo luôn các bạn. Đó, nhìn có thể nhận định được ha. Đó, chi cốt cái lô này chi cốt là chưa có sẵn luôn. Đó, cắt này nè, chi một nè, chi hai nè, chi phong nè. Ha, hết bài luôn ha anh em. Thì cũng còn có 100 thì sáng giờ bứng cũng mấy chục rồi, còn có chục mấy cây nó là xong hết rồi. Đó, nên rảnh quay nè, bệ đế rồi nè, chơi cây bài vẫn được mà chơi nè. Cây này là chơi cây ván bài nè. Quá trời đây ha. Cốt cành có sẵn hết trơn các bạn này, để đấm ha. Nói chung là 70% cây ở đây là đạt hết trơn luôn mà. Đó, trong đây cũng có những cây nhỏ nhưng mùa bộ đế nó đạt nè. Đó. Hết biết nó phê không? Đây ha. Nó cốt cành là nó giật sẵn hết trơn các bạn, coi như giật ra được một cấp đế ha. Đây ha. À, anh em cũng đang bứng đây ha. Bứng vậy đó thì về mình xử lý lại nha, 100 cây này xử lý nói chung cũng hơi bị lâu luôn mà. Đa số để nó cũng rễ trải ăn, rễ cắm cũng một số ha. Đó. Còn cái dãy này nữa là xong 100 cây hôm nay các bạn ơi. Chung mệt quá nói chuyện không có nổi các bạn thông cảm ha. Sáng giờ nó cũng đuối lắm rồi. Ngay cái mùa này nó cũng muốn nắng mưa các bạn ơi. Mà anh em ở đây đi bứng cái cây phôi mà về được một cái cây phôi hoàn chỉnh cho anh em mình chơi ha. Đó, ở nhà vườn anh em ta trồng bứng xử lý về tạo tác nữa bạn, khó ăn lắm. Đây ha, còn đây mình sẵn mình đi vô trong đám ha, những cái cây nguyên mình còn nè. Đây mấy cây này là cắt hôm nay bứng nè. Đó, trong đây nè có những cái cây nguyên mình còn ha, cho anh em mình coi trong đám ha. Đám trong đây nè, này nó bộ đế gì chịu nổi không mà. Quanh này cũng phải là 28 đây ha. Nè, cây này nè, nãy dọn chân sơ sơ nè. Ừ, thấy bộ bề đế không, cỡ nào. Cây này 30 nu da đen lá lớn nè, anh em mình bắt mình về nuôi là khỏi phải bàn luôn ha. Rồi ok, đây cái này còn 30 nè. Đó, cốt cành nè, chi một nè, chi hai, chi phong nè. Đó, bạn thấy không, cốt là đầy đủ hết chứ không có tán lại nuôi từ đầu hết. Dạ rồi, chừng nào có gì thì em điện điện uống phê đi rồi anh em mình nói chuyện. Rồi ok, đây ha bạn. Đó,
30 quành. Hết sức tê nè, chi 1, chi 2, chi phong. Nói chung cây về phân chi cắt xuống đó. Thì nữa mình có những cái video clip đó mình đăng mấy cây lên cho các bạn xem ha. Rất dữ lắm mà. Nhất chân. Cây này nó nhỏ, quành cả 20. Bệ đế nó nè. Đó. Về thúc vô thứ nào chịu nổi ha. Đó bên đây nè. Cây lớn nè. Ghê. Hết hồn. Rồi anh em nào có chơi sỉ thì cứ liên hệ cho mình cái đám này đi. Giá mình để hợp lý cho anh em mình chơi thôi. Anh em sỉ thì mình bán theo giá sỉ thôi. Đó. Chỉ 1, chỉ 2, chỉ phong. Cái này lùng lực. Siêu lùng lực luôn mà. Để hết hồn hết vía. Đặc biệt của cái dòng nu la da đen lá lớn này là rất là hiếm khi mà nó bị bể rễ, bể đế, bể thân nha các bạn. Đó. Thì hiện tại thì mình tính như mình còn 200 cây đó. Anh em nào lấy hết thì cứ alo đi. Đó. Đó, bể đế chịu nổi không? Có nhiều anh em đòi lấy cây lựa nhưng mà mình thì mình muốn để xô gì thôi. Hoặc là để bán lẻ cho anh em mình chơi. Đó, thì ghê không? Chi 1, chi 2 nè. Cây này chơi cây thiên nhiên được nè các bạn. Nó quay gần các bạn coi cốt cảnh đó nè. Các thiên nhiên là vô hết, vô thế hết trơn. Nó ít có lỗi chi lắm ha. Đó. Dài ra sau thì nó cũng vậy đó. Đây ha. Đấy các bạn. Đó. Thấy không? Sạc tự do. Hết thuốc luôn. Rồi các bạn nào mà có xem cái kênh của mình đó, đó thấy thích, thấy hữu ích đó, thì bạn nhớ cho mình xin một cái lượt đăng ký kênh ha. Để có thể theo dõi những cái video mới mình ra đó. Với có thể là ủng hộ tinh thần cho mình làm những cái video clip tiếp theo thôi. Lên chia sẻ những cái vườn hoặc là những cái kinh nghiệm mà mình chơi, mình làm nè. Với giao lưu, đó, mình vẫn có giao lưu lẻ đó. Rồi thôi... cái video ngày hôm nay của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay của mình ha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bạn nha.